Chào tất cả mọi người nhé, mình là Hùng. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái chủ đề liên quan đến một chiếc máy hút mùi. Đây là một trong những thiết bị dường như được sử dụng phổ biến và rộng rãi ở những cái hộ gia đình khi mà chúng ta xây những cái căn bếp mới. Thì với cái xu hướng ngày càng nhiều những cái ngôi nhà phố được xây liền kề nhau, thì những cái ô cửa sổ, những cái khoảng hành lang trống dường như đây là một trong những điều xa xỉ mà ít có gia đình nào có diện tích đất để chúng ta làm những cái ô cửa sổ để thông thoáng ra hai bên cho những cái mùi đồ ăn trong nhà nó được thoát ra ngoài. Chính vì thế chúng ta rất là cần một chiếc máy có thể hút được mùi đồ ăn trong cái khu vực nhà bếp, trong khu vực phòng ăn để đưa thẳng ra ngoài qua một cái đường ống. Vậy thì cái việc mà chúng ta lựa chọn một chiếc máy hút mùi nó thực sự quan trọng, và đặc biệt với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra nó phải thực sự xứng đáng và đem lại cái hiệu quả đích thực, chứ không phải là bỏ tiền ra để mua một cái đồ về để trang trí nhé. Rồi, bây giờ mời mọi người cùng đón xem video của mình để xem những cái yếu tố nào, những cái thông số nào giúp cho mọi người lựa chọn được một chiếc máy hút mùi thực sự hiệu quả nhé. Yếu tố đầu tiên đó chính là ngoại hình của máy. Khi chúng ta lựa chọn ngoại hình của máy thì chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến cái kiểu thiết kế cái căn bếp chúng ta hiện tại, đó chính là theo phong cách hiện đại, cổ điển hay là tân cổ điển. Từ đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cái ngoại hình của máy cho nó thực sự phù hợp. Cái yếu tố thứ hai đó chính là kích thước của máy. Thì hiện tại phổ biến là 60, 70 và 90. Thì cái mức mà mọi người hay dùng nhất đó chính là 70cm. Nhưng theo lời khuyên của mình thì cái mức 90 nó sẽ phù hợp với những căn bếp có diện tích rộng, lớn. Và cái mức độ hiệu quả của cái máy hút mùi 90 thì nó sẽ đảm bảo hơn rất nhiều. Nhưng những căn bếp có diện tích nhỏ, những căn hộ hay là những căn chung cư thì chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn 60 hoặc 70. Yếu tố thứ ba đó chính là giá thành của máy. Thì về giá thành sẽ bắt đầu là từ 1,5 triệu cho tới 100 triệu. Cái biên độ giá thành nó rất là rộng. Chính vì thế chúng ta cũng sẽ tập trung vào một số nhóm ở phân khúc mà chúng ta có thể là vừa tầm, từ 3,5 triệu cho tới khoảng 15 triệu. Đây là nhóm mà được rất nhiều khách hàng thường xuyên quan tâm và lựa chọn. Thì theo mình nói rằng, nếu như chúng ta tài chính vừa phải, thấp thì chúng ta có thể là từ mốc 3,5 triệu cho tới khoảng tầm 8 triệu, thì chúng ta sẽ có một con hút mùi nó thực sự đúng với nhu cầu. Nhưng mà nếu tăng về thẩm mỹ, tăng cái sự sang trọng và cái lực hút nó mạnh hơn thì chúng ta có thể quan tâm từ phân khúc là 9 triệu cho tới khoảng 15 triệu. Đây là cái nhóm mà mình cũng thấy đại đa số mọi người hay lựa chọn. Yếu tố thứ tư đó chính là thương hiệu của máy. Nếu chúng ta chọn một chiếc máy hút mùi có một cái thương hiệu lớn thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta an tâm hơn đối với những người mà ít có thời gian để chúng ta đi tìm hiểu một sản phẩm thị trường. Nhưng nếu chúng ta mà có thời gian thì hãy nên dành thời gian để đi tìm hiểu một sản phẩm. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái vấn đề là tiền bạc bỏ ra, và đồng thời chọn được một sản phẩm phù hợp với cái nhu cầu của mình mà không phải bỏ số tiền để chạy theo cái thương hiệu kia. Yếu tố thứ năm đó chính là cách điều khiển thao tác máy. Thì mình nhận thấy rằng có 4 nhóm chính. Thứ nhất là chúng ta điều khiển bằng nút nhấn cơ. Thứ hai là chúng ta điều khiển bằng phương án là cảm ứng, chạm tay vào. Và thứ ba là phương án vải tay. Thứ tư đó chính là chúng ta mở một con bếp thì cái máy hút mùi đồng thời nó cũng sẽ tự động hoạt động kết hợp cùng với thời lượng của bếp. Thì nếu như chúng ta tắt bếp thì máy hút mùi cũng sẽ đồng thời tự ngắt. Đấy, đó là 4 cái điều khiển chính mà chúng ta cũng sẽ quan tâm và chú ý. Yếu tố thứ 6 đó chính là độ ồn của máy. Độ ồn ở mức thấp nhất thường là 40 cho tới 45 decibel và ở mức cao nhất thường là từ 50 cho tới 80 decibel. Đây là một yếu tố chúng ta có thể kiểm tra bằng tai để chúng ta nghe được cái độ ồn đó, hoặc là những cái máy mà có thể đo được cái độ ồn thì giúp cho chúng ta hiểu được rằng khi cái máy này nó vận hành thì nó sẽ phát ra tiếng ồn như thế nào. Và có một điểm chúng ta phải đặc biệt lưu ý, khi một chiếc máy không có gắn đường ống vào thì độ ồn của nó là 10, nhưng khi gắn đường ống vào, tùy vào cái độ gấp khúc của đường ống mà nó sẽ có thể tăng lên độ ồn là 13, 14 hoặc là 20, đôi khi là gọi là gấp đôi hay gấp 3 lần so với cái độ ồn mà chúng ta nghe được tại cửa hàng. Mọi người phải cực kỳ chú ý tới yếu tố này. Chính vì thế, độ ồn là cái chúng ta có thể là cảm nhận được nhé. Yếu tố thứ 7 đó chính là sức hút của máy, hay còn gọi là lưu lượng gió. Nếu như ở các phân khúc dòng giá rẻ thì mình nhận thấy rằng trong catalog họ thường niêm yết là từ 600 cho tới 1.200 mét khối trên giờ. Đây là một cái con số phổ biến ở những dòng phân khúc giá rẻ mình được thấy. Tiếp đến ở phân khúc gọi là trung và cao thì mình thường thấy rằng niêm yết ở mức là 300 cho tới 750 mét khối trên một giờ. Thì mình thấy rất là ngạc nhiên
khi mà hai cái thông số giữa phân khúc giá rẻ và phân khúc trung và cao nó có sự lệch nhau rất là nhiều như thế, thì khách hàng nếu như người chưa từng tiếp xúc qua hai dòng phân khúc khúc mùa này thì chúng ta cứ nghe cái người mà tư vấn họ tập trung vào cái thông số này thì điều đó chưa hẳn là đúng. Vậy nên đối với cái thông số của máy thì sẽ xác định rằng phân khúc giá rẻ và phân khúc cao, thì để chúng ta có thể là kết luận được một điều rằng cái thông số này nó là một cái chỉ số ở mỗi cái khu vực khác nhau mà không thể căn cứ vào nó là khúc mạnh hay khúc yếu được. Yếu tố thứ 8 đó chính là đường ống thông gió. Thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm tới cái việc đó chính là đường kính, cái đường ống mà ngõ ra để chúng ta kết nối. Thì mình nhận thấy rằng có hai cái tiêu chuẩn cơ bản, đó chính là 120 và 150. Thì đối với một số máy hút mùi có mức công suất thấp và nhỏ thì đường kính tối thiểu của nó là 120. Còn ngược lại thì những máy có công suất cao hơn thì đường ống ngõ ra của nó là 150. Nhưng trong thị trường vẫn có một số dòng hút mùi có mức giá rẻ thì cái việc mà đường ống ngõ ra của họ vẫn làm là đường kính 150. Nên đây cũng chưa hẳn kết luận rằng máy có đường kính to là máy mạnh mà máy có đường kính nhỏ là máy yếu. Yếu tố thứ 9 đó chính là đèn LED trợ sáng. Đây là yếu tố mà nhiều người cũng thường xuyên bỏ qua và không quan tâm đến nó. Đến khi mà chúng ta lắp chiếc máy hút mùi và dùng nó như một thiết bị được dùng hàng ngày thì lúc đó chúng ta mới chú ý tới tình tiết, đó chính là một cái bóng đèn rọi vô những cái nồi thức ăn của chúng ta hàng ngày. Chính vì thế, có những lúc chúng ta sẽ dùng nó liên tục để thắp sáng cái khu vực bếp. Vậy thì với cái việc mà chúng ta sử dụng những bóng đèn LED không phải là bóng halogen nữa thì thứ nhất là nó sẽ sáng và ít tốn năng lượng, nên chúng ta cũng sẽ quan tâm tới những chỉ số như là số watt của nó, cái độ rọi của nó như thế nào. Đây là yếu tố chúng ta cũng sẽ được quan tâm. Yếu tố sau cùng đó chính là trải nghiệm thực tế. Nếu như chúng ta ở những thành phố lớn có những cái cửa hàng trưng bày, chúng ta có thể là ghé thăm tới đó, hoặc là những showroom trải nghiệm chúng ta có thể ghé thăm tới đó. Thứ nhất là để chúng ta thao tác máy, để xem những cái phím điều khiển nó có dễ dàng thao tác và có phù hợp với chúng ta hay không. Cái thứ hai là xem ngoại hình. Ngoại hình của máy cũng cực kỳ quan trọng, nó sẽ đập vào mắt chúng ta ngay từ lần đầu chúng ta nhìn thấy chiếc máy đó có ưng hay không. Tiếp đến là trải nghiệm nghe cái độ ồn của nó có ảnh hưởng tới tai chúng ta hay không. Về lâu dài khi chúng ta gắn đường ống thì độ ồn của nó sẽ như thế nào. Và tiếp đến đó chính là cái lực hút của nó có thực sự hiệu quả hay không. Đó là những cái mà chúng ta được trải nghiệm thực tế tại một cái cửa hàng trải nghiệm. Thì ở đó người nhân viên có thể cắm điện vào để chúng ta trải nghiệm được những cái yếu tố này, thì giúp cho cái việc lựa chọn chúng ta nó được dễ dàng hơn rất là nhiều. Và mình cũng khuyến khích khách hàng rằng nếu như mua một sản phẩm máy hút mùi thì nên tới những cửa hàng như thế và có những cái điều kiện trải nghiệm trực tiếp để chúng ta an tâm và xác định rõ ràng cái việc lựa chọn chúng ta là do bản thân chúng ta tự quyết định. Và cũng có một cách thứ hai, nếu như chúng ta không được ở gần những cửa hàng và những thành phố lớn để có điều kiện trải nghiệm những sản phẩm máy hút mùi thực tế thì có thể liên hệ với mình. Mình có thể giúp mọi người trải nghiệm một cách gián tiếp qua những video, những cái trải nghiệm những sản phẩm của mình đã tiếp xúc qua, thì mình sẽ có một cái sự chia sẻ lại giúp cho mọi người trải nghiệm gián tiếp được tốt hơn. Qua video này, mình muốn chia sẻ cho mọi người 10 cái yếu tố mà giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng quan về những chiếc hút mùi hiện nay trên thị trường đang có. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hữu ích, hãy giúp mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ video này đến những ai đang quan tâm và tìm kiếm chiếc hút mùi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.